Cam chưa? Cam cam rồi, hai đứa tự dưng nó ra ngoài cổng nó chơi không ấy, nó đi thẳng ra ngoài kia luôn, không biết đi rồi ra đường không biết đi hướng nào nữa. Anh thử ra cổng anh nhìn lên đi xem. Nè, giờ này muộn thế này, tối om thế này rồi mà còn chưa về nữa trời. Bình thường hạnh mấy đứa nó đi chơi lại gần đây là nó về rồi mà. Xin lỗi gì ơi. Đây gì ơi? Chị ơi, chị. Chị ơi, chị ơi. Đứa này đi giờ đi đâu còn giờ nó chưa về nhỉ? Trốn đâu được ta? Chị ơi. Chị ơi. Chị đâu được chứ? Chị ơi. Chị ơi. Chín ơi. Chín. Chín ơi. Chín. Chín. Chị ơi. Chị ơi. Yên ơi. Cái này. Đi về hai cái nhà nó tiền qua đó. Đấy. Hai cái tiền qua đó. Gì á? Không. Bắt à. Để tao vô đi tí nhé. Đi tìm đi.
Đây ạ. Nhìn ơi. Dạ. Nhìn ơi. Chạy đâu được ta? Xin ơi. Xin. Xin ơi. Xin ơi. Xin. À, đi đâu được nhỉ? Hai đứa này chỉ trốn thôi, không biết đi đâu này chứ. Xin ơi. Đi đâu được cái ta? Xin. Xin ơi. Xin. Giờ gì? Đi. Đứa này đi đâu được nhỉ? Xin ơi. Xin ơi. Đi. Xin ơi. Xin. Xin ơi. Hai đứa đi đâu rồi? Về bố nào? Xin ơi. Đừng trốn bố chứ. Bố mà. Xin. Bố ơi mà. Xin ơi. Xin ơi. Xin. À, hai đứa này. Xin ơi. Xin ơi. Xin ơi. Dì ơi. Dì. Hai đứa nó đi đâu được đó? À, thường thường là ở nếu mà không đâu xa ở xung quanh đây mà giờ tìm mái mà tìm ở khu vực này rồi vẫn chưa thấy nữa trời. Xin ơi. Gì? 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 Xin ơi. Xin ơi. Xin. Xin ơi. Tìm đâu ra tìm được cái món áo này trời. Dì ơi. Dì ơi. Xin ơi. Xin.
Tín ơi. Tín. Tín ơi. Tín. Tín ơi. Tín. Tín ơi. Gì là gì? Gì ơi? Gì ơi? Có bên này chơi gì? Gì? Xin ơi. Xin ơi. Xin ơi. Xin. Dì ơi. Dì ơi. Đứa này thật hay đi đâu rồi chứ mình nào? Xin ơi. Xin. Tìm hết khu vực về rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa nó đâu. Xin ơi. Tín ơi, hai đứa đi đâu rồi? Tôi ra đây ngồi ăn ngô không biết nữa. Tín ơi, đi. Tín ơi, Tín ơi, đi. Dì ơi. Xin ơi. Dì. Ai đứa này. Xin ơi. Xin ơi. Đi. Xin ơi. Hai đứa này giờ không biết chạy đi đâu luôn trời. Đi đâu vậy rồi nhỉ? Con này nguy hiểm lắm này. Con này có cắn rất nguy hiểm luôn này.
thận con này nhé. Đi cẩn thận quay cửa. Chín ơi. Chín ơi. Chín. Chín ơi. Bạn này hai đứa này. Sao mà lại đi bây giờ mà còn chưa về nữa trời. Xin ơi gì ơi. Mệt quá trời luôn đấy mày. Đi khắp 2-3 cái nhà ở gần đây rồi, khu vực vườn ở đây rồi, tìm đây rồi mà vẫn không thấy ra. Thường thường bố gọi cái là chạy về đấy mà giờ gọi mãi không thấy đâu. Nó đi đâu rồi biết nữa. Xin ơi. Đi. Đấy đứa này. Tìm không thấy luôn trời ạ. Bây giờ về nhà đã. Bố ơi, bố làm giờ mệt quá trời luôn, giờ đi tìm hai đứa. Mệt quá trời luôn. Giờ về bố nghỉ ngơi chút đã. Chị. Chị ơi. Chị ơi. Nó đi đâu được, trời ạ. Anh Lao phải không? Nó đi đâu, chiều giờ biết nó đi đâu luôn đấy. Mình nghe bình thường thì không thấy đâu, bình thường thì ở nhà chơi, bố ở nhà thì ở nhà mà. Được hôm bữa bố đi làm xa tí thì lại ở mẹ ở nhà thì lại mất. Em đi có một lúc thôi đấy. Đó này nè. Đó. Mẹ lên đi đón đấy, con về cái là đấy cười. Đi đón con về cái này, hai em mất rồi. Không biết đi đâu chơi. À. Biết có sao không nữa. Không nữa chứ sao cũng không. Anh lo cái này. Xin nó theo người lạ chứ dễ mất thế này. Đâu có phải là nó như con gì con y còn nhỏ nó còn sợ người chứ. Như xin thì ai cũng leo lên được đó. Lại hôm nay lại cứ hư cái định vị nữa.
Thế hôm nay bị hư cái định vị quên chưa đi mua cái mới nhưng lắp cho nó. Gì thì nhỏ. Đi không biết con đi cùng xin không nữa chứ. Nhỏ. Hai con đi cùng nhau nhưng nó xin gì nó theo con gì mà. Biết anh xin bình thường hay bảo vệ em, biết hôm nay có bảo vệ em không á? Có mà bảo vệ em sao chứ giờ lo cho thân còn chưa lo nổi. Thì ra ngoài nó không phải như bố mẹ như mình đâu. Mỗi người một cái suy nghĩ chứ. Thì sao? Nhiều khi mình yêu thương động vật nhưng đối với người ta nó người ta ghê gặp ghê lắm chứ đồ. Ngại buồn ngủ. Giờ bố chỉ mong xin với Gigi ở đây ở gần đây thì mai bố lại tìm kiếm tiếp chứ giờ bây giờ bố mệt lắm rồi. Chắc để mai sáng mai rồi bố phải đi tìm kiếm thêm vài vòng nữa xem bao khu vực xung quanh đây xem tìm kiếm lại. Chứ bây giờ bố mệt quá, bố làm ở trong nhà xưởng về. Ơi, được hôm mà bố đi làm xa chút thì lại hai đứa nó lại trốn đi. Bình thường thật sự bình thường hai đứa nó chỉ ở nhà chơi thôi. Rồi rồi. Khác sao đâu? Hai đứa đi đâu? Ra đâu? Phải mai anh kiếm. Tại con á. Mẹ đón đấy, anh nhi đó. Để ông thấy hai em mình nữa trước khi đi mẹ đã cho ăn rồi mà vẫn ở đâu nhỉ? Biết có làm sao không á? Mày đòi ngủ cái này. Rồi hay sao? Rồi mai bình tĩnh đi. Mai để bố kiếm tiếp. Không sao đâu. Thì giờ chỉ mong hai đứa nó ở đâu thôi, ở trên cây thôi chứ còn bố không mong muốn là xin hoặc gì gặp người lạ đâu. Bây giờ lỡ đã vậy rồi, thôi cứ kinh nghiệm lần sau khi nào mà đưa con đi đâu thì cho hai đứa ở trong nhà ấy. Trong nhà chơi chứ không cho ra ngoài. Không thì bữa sau bố sẽ làm một cái gọi là một cái nhà lớn một chút. Bố sẽ mua sắt về rồi bố sẽ hàn rồi xong rồi bố sẽ làm một cái nhà lớn một chút để khi nào mà bố mẹ đi đâu bố sẽ để bố mẹ cho hai đứa ở trong chơi trong cũng được. Không sao đâu, đừng buồn ạ. Nhưng mà lỗi em đâu, không sao. Mà lỗi em đâu, bình thường. Rồi, thế nào? À, sao con? Ơi. Thôi, vô cho con nằm đi. Anh bảo anh nằm nghỉ ngơi, chị à, anh vào tắm để nghỉ ngơi tí thôi. Mệt, lát nữa có gì mà ấy thì đi tìm kiếm phát nữa thôi. Đi, vô trong nghỉ ngơi thôi. À, thật sự là bố mẹ rất là buồn. Là bây giờ thật sự là bây giờ bố mẹ đi tìm không thấy mọi người ạ. Bây giờ bố chỉ mong hai đứa nó ở trên đâu cây trên cây là mai hoặc là mai bố có thể tìm thấy chứ bây giờ tối khuya bố tìm không đâu ra. Ở khu vực này bố tìm không thấy mọi người. Này bố cũng buồn vì đã sơ sót kiểu chủ quan hai đứa nó ở nhà mà không ngờ là hai đứa lại trốn đi như vậy á mọi người.